Hôm nay, để trở lại với kênh, Minh Châu mời cả nhà nghe lịch sử Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3. Lịch sử ngày 8 tháng 3 bắt đầu từ phong trào đấu tranh đòi quyền sống của nữ công nhân ngành dệt ở nước Mỹ vào cuối thế kỷ 19. Ngày 8 tháng 3, 1857, các công nhân ngành dệt đứng dậy chống lại những điều kiện làm việc khó khăn và tồi tàn của họ tại thành phố New York. Hai năm sau, cũng trong tháng 3, các nữ công nhân Hoa Kỳ trong hãng dệt thành lập công đoàn đầu tiên đã được bảo vệ và được giành lại một số quyền lợi. Khoảng 50 năm sau, ngày 8 tháng 3 1908, 15.000 phụ nữ diễu hành trên các đường phố New York, đòi tăng lương, giảm giờ làm việc và hủy bỏ việc bắt trẻ con làm việc. Sau đó, Đảng Xã hội Hoa Kỳ tuyên bố Ngày Quốc tế Phụ nữ là ngày 28 tháng 2, 1909. Tuy nhiên, đến ngày 8 tháng 3, 1910, tại Hội nghị Quốc tế Phụ nữ thứ hai Quốc tế Xã hội Chủ nghĩa tổ chức, 100 đại biểu phụ nữ thuộc 17 nước đòi quyền bầu cử cho phụ nữ. Chủ tịch hội nghị là bà Lara Zetkin, phụ nữ Đức, đã đề nghị chọn Ngày Quốc tế Phụ nữ để nhớ ơn những phụ nữ đã đấu tranh trên toàn thế giới. Hội nghị đã quyết định chọn ngày 8 tháng 3 làm Ngày Phụ nữ Quốc tế. Ngày Quốc tế Phụ nữ. Ngày đoàn kết đấu tranh của phụ nữ với những khẩu hiệu: Ngày làm việc 8 giờ, việc làm ngang nhau, bảo vệ bà mẹ và trẻ em. Từ đó, ngày 8 tháng 3 hàng năm trở thành ngày đấu tranh chung cho phụ nữ lao động trên toàn thế giới. Là biểu dương ý chí đấu tranh của phụ nữ khắp nơi trên thế giới, đấu tranh vì độc lập, dân tộc, dân chủ, hòa bình và tiến bộ xã hội. Vì quyền lợi hạnh phúc của phụ nữ và nhi đồng. Ý nghĩa Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3. Trong 365 ngày của một năm, phụ nữ có riêng một ngày để được xã hội quan tâm và bù đắp những thiệt thòi, vất vả trong cuộc sống. Họ luôn âm thầm hy sinh và chịu đựng để xây dựng hạnh phúc gia đình. Vì vậy, họ xứng đáng được nhận sự tôn trọng và quan tâm hơn nữa từ một nửa kia còn lại của thế giới. Chia sẻ với họ những khó khăn trong công việc gia đình. Không ai có thể phủ nhận vai trò và trách nhiệm to lớn của người phụ nữ thời hiện đại. Họ vừa là người nội trợ, vừa tham gia lao động xã hội, đóng góp sức lực của mình vào sự phát triển của đất nước. Không những thế, họ còn giữ một thiên chức cao cả là một người mẹ, mang nặng đẻ đau ra những đứa con và nuôi dạy chúng thành người. Phụ nữ ngày nay đang dần khẳng định mình là phái đẹp chứ không còn phải là phái yếu như trước kia. Ở một số nước trên thế giới, ngày 8 tháng 3 được coi là ngày lễ chính trong năm và tổ chức rất lớn. Trong những xã hội này, đàn ông tặng hoa và quà cho những phụ nữ trong đời của họ như mẹ, vợ và bạn gái. Tại một số quốc gia, Ngày Quốc tế Phụ nữ được kỷ niệm bằng những hoạt động liên hoan, diễu hành, đòi quyền bình đẳng với nam giới. Ở các vấn đề
thực tiễn như mức lương, cơ hội giáo dục đào tạo và thăng tiến trong nghề nghiệp, hay là điều kiện an sinh xã hội, chống nạn mại dâm và bạo lực đối với phụ nữ. Ở nước ta, vào ngày 8 tháng 3, còn là dịp kỷ niệm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, hai vị nữ anh hùng đầu tiên của dân tộc, và đã có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, giữ nguyên bờ cõi giang sơn cho đất nước. Đó là những ý nghĩa Ngày Quốc tế Phụ nữ Minh Châu vừa gửi tới cả nhà. Và Minh Châu cũng cảm ơn cả nhà đã lắng nghe ý nghĩa Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3. Nếu thấy video hay, hãy bấm like, share và subscribe cho Minh Châu, xin một like để Minh Châu có tinh thần làm tiếp video cho cả nhà nghe nhé. Minh Châu cũng chúc cho cả nhà chúng ta, nhất là chị em phụ nữ, có một ngày lễ 8 tháng 3 thật hoành tráng, thật vui vẻ, thật an bình trong gia đình. Và chúc cho toàn thể các anh chị một ngày an bình, hạnh phúc. Ok, video của Minh Châu đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại video kế tiếp. Bye bye cả nhà.